Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tô Kiến Thức. Và trong video ngày hôm nay rất là vui khi mà tôi ngồi đây để tôi có thể chia sẻ với các bạn về một trong những công việc của tôi. Tại sao tôi nói là một trong những công việc? Bởi vì thực tế là tôi làm rất là nhiều những nghề khác nhau, từ kinh doanh đến marketing cho đến làm website và rất nhiều những công việc khác nhau rồi. Và ngày hôm nay thì tôi có cơ hội được ngồi đây để chia sẻ cho tất cả các bạn về cái việc kiếm tiền YouTube, để các bạn có thể thực sự hình dung được nó là gì và làm gì để các bạn có thể kiếm được tiền từ YouTube các bạn nhé. Trước tiên là các bạn thắc mắc rằng là cái kênh mà các bạn đang xem ở đây có một cái lượng view tương đối là ít, và tại sao tôi lại có thể chia sẻ cho các bạn phải là câu view hay không. Thì thực tế là tôi có rất là nhiều kênh khác nhau, từ giáo dục cho đến giải trí, và tôi làm YouTube từ những năm 2014-2015, cái thời kỳ mà YouTube cứ đăng video re-up là chúng ta kiếm được tiền đó, cho đến bây giờ rất là nhiều năm qua bão bùng mọi thứ rồi. Và cũng có những kênh rất là nổi tiếng liên quan đến đào tạo về thiết kế đồ họa, trong những hệ thống đào tạo về thiết kế lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng là tôi có đủ kinh nghiệm và đủ trải nghiệm để có thể chia sẻ cho các bạn hiểu rõ một cách chi tiết và đầy đủ nhất về YouTube và kiếm tiền ở trên YouTube, đúng không nào? Còn tại sao cái kênh này nó lại ít view? Bởi vì đây là một cái kênh mà tôi muốn rằng là tôi chia sẻ nhiều hơn về những cái gì mà tôi biết, và nó hướng đến giáo dục. Riêng về cái mảng giáo dục thì nó đã ít view rồi. Và cái thứ hai nữa là tôi cũng không quan tâm quá nhiều về cái việc là nó phải thật nhiều view. Tôi chỉ chia sẻ những gì tôi biết thôi. Tôi biết là tôi sẽ chia sẻ lên kênh này đó, cho nên là nó chưa thực sự nhiều view thôi. Còn nếu như các bạn có thể quan tâm những kênh khác thì các bạn có thể thấy rằng là tôi có rất nhiều kênh, và nhiều bạn chắc cũng quen mặt tôi rồi, đúng không nào? Ok, quay trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay của chúng ta, đó là cái việc liên quan đến kiếm tiền ở trên YouTube. Cái thứ nhất là chúng ta đặt ra một cái câu hỏi rằng là kiếm tiền trên YouTube thì nó có dễ không? Thì cái câu trả lời của tôi, với kinh nghiệm của tôi, thì tôi nghĩ rằng là nó khó, và nó thực sự rất khó các bạn nhé. Vậy thì cơ sở nào tôi nói rằng là nó khó? Cái thứ nhất là các bạn hình dung là cứ mỗi một cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là công nghệ thông tin, may mặc, hay là bất kỳ một cái ngành nào mà các bạn có thể nghĩ ra, thì hàng năm các trường đại học có thể đào tạo ra hàng chục nghìn sinh viên như vậy. Mỗi một năm nhé, hàng chục nghìn sinh viên ra trường trong một ngành. Và những cái ngành như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người giàu có, đúng không nào? Qua bao nhiêu năm, hàng chục năm như vậy thì có hàng rất nhiều tỷ phú. Nhưng mà YouTube ở thời điểm hiện tại thì chưa có bất kỳ một cái tỷ phú nào cả. Giàu lắm thì cũng chỉ vài trăm triệu, hoặc là 1 tỷ, 2 tỷ một tháng. Ví dụ như anh Khoa Bắc là một trong những trường hợp hiếm có thể kiếm được 1, 2 tỷ từ YouTube không thông qua quảng cáo. Đó. Còn cái thứ hai nữa để chứng minh rằng là nó cực kỳ khó khăn, thì các bạn hình dung rằng là mỗi một năm một trường đại học tuyển sinh hàng chục nghìn sinh viên, trong khi đó YouTube đã tồn tại ở Việt Nam đâu đó khoảng hơn chục năm rồi. Mà chúng ta theo thống kê của theo thống kê của Việt Nam ấy, thì chúng ta có khoảng 15.000 tài khoản được bật kiếm tiền, các bạn nhớ nhé, được bật kiếm tiền ở Việt Nam. Đó. Tôi cứ tính cả các cái kênh nước ngoài đi thì cho thành gấp đôi, tức là 30.000, mà trong 10 năm chỉ có 30.000 tài khoản được bật kiếm tiền. Trong khi đó nhá, những cái người mà biết làm YouTube như tôi, hoặc là những cái anh chị khác, hoặc là những cái công ty mà chuyên về kiếm tiền bằng YouTube, thì họ mỗi một người như vậy sở hữu từ 2 cho đến hàng chục kênh YouTube khác nhau có thể bật kiếm tiền. Thì các bạn thấy rằng là 90 triệu dân, 15.000 so với 90 triệu dân, hơn 90 triệu dân, và tới 97 triệu dân của Việt Nam hiện tại, mà chỉ có 15.000 kênh YouTube bật được kiếm tiền, thì các bạn thấy rằng là cái mức độ cạnh tranh của việc làm YouTube nó khốc liệt như thế nào. Và tất nhiên là như vậy nó không dễ dàng rồi. Tại sao lại YouTube nó lại được nhắc nhiều đến như thế mà tôi lại nói nó không dễ dàng? Bởi vì YouTube là một trong những cái kênh mạng xã hội và được rất nhiều người biết tới, cho nên là các bạn mới chỉ đang nhìn vào những cái người nổi tiếng thôi để các bạn đánh giá rằng là YouTube kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà trên thực tế các bạn thấy là ngành nghề nào chả có người giàu có, đúng không ạ? Các bạn thử hình dung là một năm một hãng ô tô có thể bán được tới hàng chục nghìn, cả trăm nghìn cái ô tô như vậy. Và có bao nhiêu người làm YouTube có thể mua được ô tô? Thì các bạn thấy rằng là những cái ngành nghề khác, những cái lĩnh vực khác, rõ ràng là những cái người giàu sẽ nhiều hơn so với YouTube chứ, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại có thể nói rằng là kiếm tiền YouTube nó dễ dàng? Và tại sao chúng ta lại có cái tư duy là bỏ học đi để làm kiếm tiền YouTube? Tôi không nói là không có người thành công, nhưng mà các bạn hình dung là YouTube nó là một con đường, và cũng có người thành công và có người thất bại, nhưng mà nó là một con đường không dễ dàng. Có những người thành công thì do may mắn, ngành nào nó cũng thế, lĩnh vực nào cũng thế thôi. Các bạn có tự tin rằng là
mình đủ may mắn, mình đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để đương đầu với một cái lĩnh vực mà nó cực kỳ khó khăn như vậy hay không? Thì đó là một trong những cái câu hỏi mà các bạn cần phải đặt ra khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái việc là làm YouTube. Chứ không phải là chúng ta cứ xách điện thoại ra kia, chúng ta quay một cái thì chúng ta có video, chúng ta đăng lên YouTube là chúng ta có tiền đâu. Câu chuyện nó không bao giờ là như vậy và nó cũng không dễ dàng như thế. Rất nhiều bạn trẻ đã làm những cái loại video bất chấp, ví dụ như là ăn mì tôm trong bồn cầu, hay là thử thách nhảy xuống sông, hay là chơi với chó, hay là mấy ngày làm chó gì đó. Thì đó không phải là cách và nó cũng không bền vững được các bạn ạ. Đặc biệt là hiện nay liên quan đến thông tin thì Bộ Thông tin và Truyền thông chặn rất là nhiều những cái video kiểu như vậy. Đặc biệt là những cái video liên quan đến động vật hoang dã và máu me, tất cả mọi thứ thì bị chặn rất là kỹ. Cho nên là chúng ta hãy suy nghĩ lại. Và tôi dám khẳng định với các bạn rằng là làm YouTube là một cái công việc không dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Đó, đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai thì làm YouTube kiếm được nhiều tiền không? Thì lại một lần nữa tôi khẳng định với các bạn là không nhiều. Không nhiều ở đây là tôi đang nói về mặt bằng chung nhé, chứ không phải nói về một số người hot, cực hot ở trên mạng. Chúng ta hãy cứ đi so sánh như này. Một người làm YouTube bình thường mất khoảng 1 năm, 2 năm làm YouTube, so với những cái người sinh viên ra trường với mức lương trung bình là 8 đến 10 triệu. Và chúng ta so sánh những cái người mà kiếm được hàng trăm triệu, hàng tỷ ở trên YouTube so với những cái doanh nhân, những cái người thành đạt ở một cái lĩnh vực bất kỳ nào đó ở ngoài xã hội kia. Như vậy thì mới là một con số so sánh công bằng. Chứ chúng ta không sử dụng những cái người tinh túy, những cái người tinh hoa ở trong cái lĩnh vực làm YouTube để so sánh với những cái người mà bình thường ở trong một lĩnh vực khác. Như vậy nó là không công bằng các bạn nhé. Đó. Vậy thì một người làm YouTube bình thường, tôi đang nói là bình thường nhé, chiếm đến 80-90% những người làm YouTube là những người chỉ kiếm được thu nhập từ 2 cho đến 8 triệu một tháng thôi. Các bạn hình dung được không ạ? Tức là không nhiều người kiếm được con số trên 20 triệu một tháng đâu. Cái số người đó các bạn, tôi tin rằng là các bạn chỉ đếm ở trên đầu ngón tay thôi, cùng lắm là giơ hai chân lên đếm được hơn chục người. Đó. Còn rất nhiều anh chị, tất nhiên là chúng ta làm ở nước ngoài, hay là những cái người mà như NTN hay là Virus hay là Độ Mi Si thì không nói làm gì, vì họ là những người mà gọi là tinh hoa ở trong cái lĩnh vực này rồi, có thể khẳng định như vậy. Đó, nên là YouTube thực tế là nó không kiếm được nhiều. Còn cái khái niệm nhiều hay ít thì nó lại nằm ở trên cái quan niệm và cái góc nhìn cá nhân các bạn nhé. Ví dụ như bây giờ các bạn lấy một người làm giáo viên thu nhập khoảng 3 cho đến 5 triệu và họ đi làm YouTube họ kiếm được 8 đến 10 triệu thì họ thấy nó là nhiều. Nhưng với những người như tôi hoặc là những người như các anh chị doanh nhân khác, những người làm kinh doanh ấy, thì cái việc mà kiếm được 5-10 triệu nó không phải là cái con số mà đáng để họ quan tâm và bỏ thời gian. Cho nên là một số anh chị làm YouTube hay nói rằng là làm vì đam mê đó. Đúng, tôi cũng vậy. Tôi rất là nhiều việc để làm chứ không phải là ngồi đi chém gió như này. Đúng không? Nhưng mà nó là một cái nghiệp rồi, nó là một cái công việc. Và đôi khi là chúng ta cứ vui thì chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau như vậy thôi. Chúng ta chia sẻ kiến thức thì nó thực sự nó là một cái đam mê. Và tất nhiên thì nó vẫn kiếm được tiền chứ không phải là không. Tôi không phủ nhận cái việc là làm YouTube kiếm được tiền. Nhưng mà tôi đang nói rằng là so với những cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Ví dụ như trên kênh này có hàng trăm video mà trong khi nó chỉ kiếm được 1-2 triệu một tháng thì nó không phải là cái mục tiêu và nó cũng không phải là cái thứ mà tôi muốn hướng tới. Đúng nào? Rồi, thì các bạn nhớ rằng là làm YouTube thì không thực sự kiếm được nhiều tiền như các bạn nghĩ. Tôi chỉ nói là như các bạn nghĩ thôi nhá. Chứ tôi không nói là không có ai kiếm được nhiều tiền, nhắc đi nhắc lại như vậy, không thì các bạn lại nói rằng là tôi chém gió và tôi muốn làm các bạn mất cái tinh thần để các bạn tham gia vào cộng đồng YouTube. Tôi rất là mong là chúng ta có những YouTuber thực sự chân chính và chia sẻ nhiều cái kiến thức, nhiều cái kinh nghiệm hay, nhiều cái bài học để đến với cộng đồng, để chúng ta có thể phát triển được một cái cộng đồng thực sự là hữu ích, thực sự là lành mạnh ở Việt Nam, chứ không phải là làm video bất chấp. Đúng không nào? Rồi, cái câu chuyện thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là vậy thì khi mà chúng ta làm YouTube ấy, 1.000 view hay là 1 triệu sub hay là 100.000 sub thì được bao nhiêu tiền? Thì câu chuyện này rất nhiều anh chị, rất nhiều YouTuber đã chia sẻ cho các bạn rồi. Tức là gì ạ? Mỗi một loại nội dung khác nhau, mỗi một loại video có độ dài khác nhau và mỗi một thị trường mà cái kênh YouTube đó hướng tới khác nhau sẽ mang lại cho chúng ta một cái lượng tiền khác nhau trên 1.000 view. Về mặt bản chất nhá, thì không phải cứ quy từ view thành tiền mà nó phải dựa trên cái
số lượt hiển thị quảng cáo và lượt nhấp vào cái quảng cáo ở bên trong video. Có nghĩa là gì? Là một nhà làm kinh doanh, một người làm kinh doanh, ví dụ như tôi là một nhà doanh nghiệp, tôi muốn quảng cáo sản phẩm dịch vụ của tôi ở trên cái nền tảng YouTube, thì tôi sẽ tạo một cái chiến dịch quảng cáo ở trên nền tảng của họ, ví dụ như là trên Google Ads chẳng hạn. Sau đó thì tôi chạy quảng cáo của nó trên nền tảng của Google, đúng không ạ? Và Google nó sẽ sử dụng, YouTube nó sẽ sử dụng quảng cáo của tôi, nó phân phối ở trên các video của những người làm YouTube, được gọi là nhà sáng tạo. Được chưa nào? Và khi mà hiển thị một cái nội dung quảng cáo như vậy, thì cái người làm quảng cáo, tức là nhà doanh nghiệp như tôi này, phải trả cho Google một khoản tiền. Tôi lấy ví dụ như là $1 đi, đúng không ạ? Thì Google nó sẽ sử dụng cái chi phí đó để một phần để vận hành bộ máy của họ, một phần còn lại để trả cho những người mà làm video như các bạn, để giúp cho các bạn có thêm cái động lực, có thêm cái kinh phí để các bạn tạo ra những cái video khác ở trên nền tảng của YouTube. Thì cái việc mà được nhiều hay được ít á, nó phụ thuộc vào cái việc là hiển thị nhiều hay ít quảng cáo, và cái người xem họ có nhấp vào cái quảng cáo hay không. Ngoài ra thì còn liên quan đến cái loại hình quảng cáo nữa. Các bạn thấy là có quảng cáo hiển thị này, có quảng cáo video bỏ qua, video không bỏ qua, video 3 giây, 5 giây, 10 giây. Thì mỗi một loại quảng cáo khác nhau sẽ có một cái mức giá và mức giá quảng cáo khác nhau, và nó mang lại cho cái người làm YouTube một cái thu nhập nó khác nhau. Ngoài ra nó còn liên quan đến lĩnh vực nữa. Đó, thì nếu như bạn nào làm marketing hay chạy quảng cáo thì bạn sẽ hiểu rõ về vấn đề này. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là gì ạ? Khi mà một cái video của nhà sáng tạo nội dung càng dài thì chúng ta càng chèn được nhiều quảng cáo, đúng không? Tức là ngày xưa thì là 10 phút thì chèn thêm quảng cáo, còn nếu không thì YouTube nó sẽ chèn tự động. Còn bây giờ thì là 8 phút. Đó, video càng dài thì chèn được càng nhiều quảng cáo. Và khi chèn nhiều quảng cáo ấy, thì tất nhiên là cái thu nhập của cái video đó và cái thu nhập của nhà làm nội dung đó sẽ được nhiều hơn. Đó là điều chắc chắn rồi. Cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố liên quan đến khu vực và cái nội dung hướng đến đối tượng nào. Tôi lấy ví dụ như này. Nếu như một cái video giải trí thì sẽ có thường nhé, không phải là tất cả, nhưng thường thì cái doanh thu của họ sẽ thấp hơn những người làm ở trong mảng giáo dục. Người làm ở Việt Nam thì sẽ thấp hơn rất nhiều so với những người làm ở các quốc gia khác, ví dụ như là Nga, Mỹ, Canada, Singapore, Úc, Nhật Bản gì đấy. Đó. Và cái thị trường hướng tới nó rất rất là quan trọng. Bởi vì cái thu nhập bình quân và cái chi phí của nhà quảng cáo bỏ ra cho một lần hiển thị trên video ở trên mỗi quốc gia khác nhau nó là khác nhau. Các bạn hình dung được không ạ? Đó là cái yếu tố thứ ba. Còn thêm một cái yếu tố vô cùng quan trọng nữa, đó là cái việc là cái nội dung của chúng ta nó có thân thiện với nhà quảng cáo hay không. Cái việc thân thiện hay không thì nó lại quyết định đến cái việc là loại nội dung mà YouTube nó sẽ hiển thị ở trong cái video đó. Nó sẽ mang lại cho cái nhà quảng cáo một cái doanh thu nhất định nào đó. Các bạn nghe tôi chia sẻ nhiều như vậy thì các bạn đang nghĩ rằng là tôi đang vòng vo để tránh cái việc là chia sẻ vào 1.000 view bao nhiêu tiền, đúng không nào? Thực ra thì nó không phải như vậy, tôi không có gì để phải giấu giếm ở đây cả. Trên thực tế thì ở Việt Nam ấy, cái mức gọi là doanh thu trên 1.000 view trung bình nó sẽ rơi vào khoảng $0.49 ở thời điểm năm 2021. Các bạn nhớ nhé, thời điểm khác nhau nó cũng sẽ quyết định đến cái doanh số, cái doanh thu mà nhà sáng tạo nội dung có thể thu về. Và ở thời điểm hiện tại thì nó trung bình nó khoảng $0.49 trên 1.000 view. Và nó phải phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố mà tôi vừa chia sẻ trước đó. Nhưng mà trung bình khoảng đâu đó khoảng $0.49, đó là trung bình. Có những loại nội dung nó sẽ cao hơn, rơi tới $0.7 cho đến hơn $1 trên 1.000 view. Đó là những cái loại video đặc biệt và có nội dung dài các bạn nhé. Chúng ta không thể mang, chúng ta dập khuôn được. Nhưng các bạn hình dung như vậy. Và nhân tiện nói đến cái việc tiền và thu nhập của những người làm YouTube thì tôi thực sự rất là khó chịu khi mà có những người nói rằng là những người làm YouTube họ đang giấu giếm cái thu nhập của mình, họ không muốn chia sẻ. Thì bởi vì rằng là sợ cái này sợ cái kia. Nhưng mà cái bản chất có hai cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ về cái văn hóa mà chúng ta xem YouTube và chúng ta đánh giá người khác. Cái thứ nhất là xem YouTube thì Việt Nam rất hay có cái hiện tượng là chặn quảng cáo để làm gì ạ? Để tránh cái phiền toái á.
Nhưng mà đó là cái động lực giúp cho những nhà sáng tạo nội dung mà chúng ta chặn đi thì họ lấy gì họ làm, đúng không nào? Và cái thứ hai là chúng ta rất hay soi xem họ thu nhập là bao nhiêu. Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là ví dụ như các bạn có muốn chia sẻ rằng là ở nhà bạn, bố mẹ bạn kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Sau này các bạn đi làm, các bạn có muốn người khác biết rằng là các bạn mỗi một tháng kiếm cụ thể được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta không muốn biết người khác có chúng ta có bao nhiêu tiền. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ bắt buộc những người làm YouTube phải công khai thu nhập? Họ đâu có nghĩa vụ để làm điều đó, đúng không? Và chúng ta nên tôn trọng điều đó, mà đó cũng là một cái sự văn minh. Và chúng ta không nên đánh giá rằng là họ giấu giếm, họ thế này, họ thế kia, nó phải như vậy. Vì đơn giản là họ không muốn chia sẻ thôi. Đó là cuộc sống riêng tư, đó là cuộc sống cá nhân. Và còn rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau nữa, cho nên là họ không muốn chia sẻ về thu nhập của mình. Và ngay kể cả cá nhân tôi cũng như vậy. Thậm chí là đến bố mẹ tôi cũng không biết rằng là tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền và từ những cái nguồn nào. Đó là điều hiển nhiên thôi. Đó là thông tin cá nhân và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Chúng ta không nên quá săm soi để xem là ai đó kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng ta chỉ cần hiểu được là cái bản chất của cái vấn đề trong làm YouTube ấy là nó sẽ được khoảng bằng đó. Và nếu như chúng ta trở thành một nhà làm YouTube, một YouTuber thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ở trên cái tập khách hàng của chúng ta. Được chưa nào? Cái câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái việc là các bạn có nên làm YouTube hay không, và khi bắt đầu làm thì chúng ta làm cái gì? Thì đó là một cái câu hỏi mà được cực kỳ nhiều những người bạn trẻ quan tâm vấn đề này. Đầu tiên là về ai nên làm YouTube. Thì cái câu trả lời của tôi thì ai làm cũng được. YouTube nó có một cái hay như này, ai cũng có thể làm. Nó không đòi hỏi bất kỳ một cái yêu cầu nào cả. Nó không yêu cầu về trình độ, nó không yêu cầu về khoa học kỹ thuật, không yêu cầu về máy móc, về nội dung. Chúng ta cứ làm được nội dung thì chúng ta sẽ có cơ hội làm được YouTube. Nhưng mà chúng ta làm được, chúng ta bật được kiếm tiền hay không, kiếm được nhiều tiền không thì nó lại phụ thuộc vào kỹ năng, phụ thuộc vào cái sự may mắn của chúng ta nữa. Làm YouTube may mắn cần rất nhiều các bạn, không phải là chúng ta cứ làm là chúng ta có người xem đâu. May mắn vô cùng quan trọng trong quá trình mà chúng ta làm YouTube. Đó, cái nữa là gì ạ? Khi mà chúng ta làm YouTube ấy, thì chúng ta phải xác định được là chúng ta phải thực sự kiên trì với nó. Không phải là chúng ta cứ đăng video là có người xem mà kiếm được tiền đâu. Đó là một điều mà tôi muốn khẳng định với các bạn như vậy. Và thông thường trung bình một người làm YouTube mới nhé, mất khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm để có được một kênh YouTube bật kiếm tiền. Đó là trung bình. Có thể có những người sớm hơn đăng lên cái tuần sau là bật kiếm tiền rồi. Ví dụ như 1977 Vlog chẳng hạn. Đó là may mắn và thực sự họ có tài năng. Tài năng là một chuyện nhé, nhưng phải kèm theo may mắn nữa thì họ mới làm được điều đó. Còn trung bình thì ít nhất các bạn cũng phải mất 6 tháng đến 1 năm. Không thể nào mà các bạn đi học đại học 4 năm để ra trường có một mức lương từ 6 đến 10 triệu mà các bạn muốn đăng một cái video các bạn có ngay 10 triệu sau một đêm, là điều đó là không thể. Nếu như thế thì cả cái xã hội này họ đi làm YouTube hết rồi. Và một trong những cái điều mà khiến cho cái tỷ lệ mà số người làm YouTube tại Việt Nam ít như vậy, bởi vì cái tính kỷ luật. Những cái người mà đa số nhé, tôi không nói tất cả, tôi nhắc đi nhắc lại như vậy, đa số những cái người muốn chuyển sang con đường YouTube là những người mà đang thất bại ở một cái lĩnh vực nào đó. Cái vấn đề này thì có thể nó hơi nhạy cảm một chút, nhưng thực sự nó là như vậy. Ví dụ như này, các bạn đang là học sinh, các bạn thấy rằng là các bạn không học được, các bạn nghĩ rằng là bố mẹ đầu tư cho con một cái điện thoại, con ra con làm một cái kênh YouTube để kiếm tiền. Hoặc là các bạn đang làm ở một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như là kinh doanh, hoặc là các bạn làm công việc văn phòng chán quá, bỏ việc ra làm YouTube. Thì chính vì cái lý do này là cái lý do mà khiến cho cực kỳ nhiều bạn thất bại với YouTube. Bởi vì YouTube cần một sự kiên trì, một sự quyết liệt và nỗ lực thì các bạn mới có thành quả. Mà trong khi đó các bạn đang có một công việc nào đó, các bạn bỏ dở nó, tức là các bạn là những người mà thiếu cái tính kiên trì nhất. Trong khi công việc này, học tập này là những cái công việc mà bắt buộc, có người giám sát, có người yêu cầu các bạn phải làm, thì các bạn lại không làm được. Thì làm sao các bạn hình dung là khi các bạn chuyển ra làm YouTube chẳng hạn, thì làm sao mà các bạn có thể tự động, tự giác để làm những cái thứ mà không có ai giám sát, đúng không? Các bạn sẽ nghĩ rằng em đam mê cái này, nhưng các bạn hình dung là các bạn làm 6 tháng, 1 năm,
Các bạn làm hàng trăm video mà không có ai xem thì các bạn có còn động lực để làm nữa không? Thì các bạn phải xác định rằng là làm YouTube cần một cái sự kiên trì và không phải ai cũng làm được. Nếu như bạn là một người dễ bỏ cuộc trước những cái khó khăn, ví dụ như bạn chán học, bạn chán công việc, thì cái tỷ lệ để các bạn thành công được ở trong YouTube ấy, nó không đến 1% đâu các bạn ạ. Cho nên là gì? Làm YouTube rất dễ, nhưng không phải ai cũng làm được là điều đó. Và khi mà các bạn xác định được là các bạn đã quyết tâm, các bạn đã nỗ lực và các bạn nghĩ rằng là mình sẽ làm được ở trong lĩnh vực này, cho dù ngoài kia sóng gió ra sao, thì các bạn sẽ làm được YouTube. Đó. Cái câu chuyện nó là như vậy. Đúng không nào? Và gì? Và khi mà các bạn đã quyết tâm được rồi, thì tôi tin rằng là các bạn nỗ lực theo thời gian thì kênh YouTube của bạn, cái công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Bất kỳ ai cũng có thể làm được, nhưng mà cái việc làm được hay không thì nó lại phụ thuộc vào chính bạn và nó cần nỗ lực rất là nhiều. Và những ai thì phù hợp với việc làm YouTube? Có 3 cái loại cơ bản giúp cho bạn thành công được với cái lĩnh vực làm YouTube này. Cái thứ nhất là bạn có năng khiếu. Tức là gì? Bạn là một cái người mà có thể thu hút được mọi người về với bạn. Bạn bằng cách nào đó, ví dụ như bạn hát hay, bạn diễn xuất giỏi, bạn có khả năng chia sẻ, bạn có kiến thức, có kinh nghiệm gì đó, tức là bạn có khả năng thu hút người khác về phía mình xem những gì bạn chia sẻ, thì đó là những cái người đầu tiên mà rất dễ thành công với con đường YouTube này. Và không chỉ là YouTube đâu, họ làm bất kỳ một cái lĩnh vực nào liên quan đến quần chúng, liên quan đến xã hội thì họ đều thành công cả thôi, bởi vì đó là cái tố chất của họ rồi. Đó là loại thứ nhất. Cái loại thứ hai là gì? Là những người đang có một công việc cụ thể nào đó và muốn làm thêm về YouTube. Giống như tôi chẳng hạn, tôi là một người làm kinh doanh, tôi là một người làm về marketing, đúng không ạ? Và tôi mong muốn rằng là tôi chia sẻ những kiến thức của tôi đến với tất cả các bạn, thì YouTube nó là một công cụ. Lúc này nó không phải là phương tiện nữa, nó không phải là cái đích đến nữa, mà nó là một cái công cụ giúp cho tôi có thể chia sẻ được những cái kiến thức của tôi đến với các bạn. Thì lúc này những người này sẽ rất dễ thành công, bởi vì cái tố chất của họ, họ có kiến thức, họ có kinh nghiệm và họ không bị phụ thuộc, họ không bị áp lực và không bị cái gánh nặng từ YouTube nó mang lại, nó đè vào. Ví dụ như tôi chia sẻ ở đây thì có người xem cũng được, không có người xem cũng được, nó không quan trọng nữa. Thì lúc này cái việc mà chúng ta hỉ xả như vậy nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái tập khách hàng, và trong khi đó là chúng ta đang chia sẻ bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng cái sự trải nghiệm của chúng ta trong thực tế, thì chắc chắn là sẽ có người xem. Còn trong khi mà các bạn là một người thất bại của cuộc sống, các bạn không có mục tiêu, không có đích đến, và chúng ta không mang lại cái giá trị gì cho người khác, thì làm sao chúng ta có thể làm được quy tập được mọi người lại với các bạn, đúng không nào? Các bạn phải xác định như vậy thì các bạn mới có thể thành công được. Và cái loại người thứ ba mà có thể làm được YouTube, đó là những người có sự hỗ trợ, có sự chống lưng của những người khác. Tức là gì? Chúng ta không cần có một công việc khác, không cần có một cái công lực, một công việc chống lưng. Chúng ta cũng không cần có chúng ta không cần có một cái tài năng tiềm ẩn trong người chúng ta, nhưng mà chúng ta có một người dẫn dắt thì chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta làm được YouTube. Ví dụ như là chúng ta được một ai đó chỉ cho chúng ta cách làm, chúng ta được làm cùng ai đó rồi và chúng ta muốn tách ra làm riêng, thì cái tỷ lệ thành công của những người này là cực kỳ cao. Còn lại những cái người mà đơn giản là thấy rằng là làm YouTube kiếm được nhiều tiền quá, mình qua mình làm thôi, thì không phải không có người thành công đâu, cũng có, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng ấy, cái tỷ lệ đó nó thấp đến cái mức mà nếu như phải đào bới ở ngoài xã hội ấy, thì các bạn đào đến sáng các bạn cũng không thấy đầu của họ đâu, được chưa nào? Nên là chúng ta phải xác định rằng là chúng ta phụ thuộc vào ba cái loại người như vậy thì chúng ta mới có thể làm được. Cái thứ nhất là chúng ta phải có khả năng quy tụ. Cái thứ hai là chúng ta đã làm và thành công ở trong một cái lĩnh vực nào đó. Và kênh YouTube nó chỉ là một cái công cụ để chúng ta thể hiện bản thân thôi. Ví dụ như các bạn bán hàng thì bạn làm YouTube để kiếm thêm khách hàng chẳng hạn. Đó. Và cái thứ ba là chúng ta có người dẫn dắt. Thì ba người này mới có cơ hội thành công cao ở trong lĩnh vực làm YouTube này. Rồi. Phần tiếp theo là cái phần liên quan đến cái việc là khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Thì cái việc mà chúng ta làm YouTube, cái mà chúng ta cần chuẩn bị nhiều nhất đó là tinh thần. Các bạn hình dung là chúng ta đăng một cái video lên mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng không có ai xem. Nếu như mà chúng ta không có một cái sự kiên định, chúng ta không có một cái sự quyết tâm mà không có sự nỗ lực, thì chắc chắn là chúng ta không làm được. Còn những thứ ví dụ như là máy quay này, góc quay này,
kỹ năng chỉnh sửa phần mềm ghép âm thanh bla 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 gì đấy, thì nó chỉ là phương tiện thôi, nó là công cụ thôi, nó giống như một cái người đầu bếp ấy, không có dao to thì chúng ta dùng dao bé, cái này cũng thế, chúng ta không có máy quay xịn thì chúng ta dùng điện thoại, chúng ta không không có studio thì chúng ta quay ngoài ruộng. Ở đâu cũng sẽ có những người thành công với những cái cách làm riêng cả, và đó nó chỉ là công cụ thôi. Nhưng cái quan trọng nhất của các bạn đó là các bạn phải chuẩn bị một cái tinh thần, một cái tâm lý thật là vững chắc, thật là kiên định để chúng ta có thể bắt đầu làm được YouTube. Nếu không thì chúng ta tốt nhất là nên dẹp nó đi. Đó. Cái thứ hai nữa là khi mà làm YouTube thì chúng ta cũng nên chuẩn bị về về kinh tế một chút, bởi vì dù ít dù nhiều thì chúng ta đã xác định theo nó rồi, chúng ta phải có kinh phí để duy trì nó. Trước hết là chúng ta nuôi sống bản thân mình đã, sau đó thì nuôi sống đội ngũ của mình, đầu tư trang thiết bị. Thì cái việc mà nuôi sống đội ngũ hay là đầu tư về trang thiết bị thì nó lại phụ thuộc vào tùy từng người và hoàn cảnh của họ, nên là chúng ta đó chỉ là yếu tố phụ thôi. Và như vậy thì chúng ta chọn thêm một cái chủ đề để chúng ta làm nữa thì chúng ta sẽ thành công. Đó là về cơ bản về về làm YouTube, đúng nào? Phần tiếp theo là ngoài ngoài lề một chút thôi, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái việc là khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta có nên chạy sub, chạy like hay không, thì cái câu trả lời của tôi ngay và luôn là chúng ta không. Bởi vì sao ạ? Cái điều kiện để có thể bật được kiếm tiền YouTube của chúng ta là 1.000 view, 1.000 sub và 4.000 giờ xem, đúng không? Các bạn hình dung là để kiếm được tiền để nuôi sống chúng ta, tôi cứ tính trung bình nhá. Tôi bỏ qua cái việc ở quê hay ở thành phố đi, tôi cứ tính trung bình là chúng ta cần 5 triệu một tháng để chúng ta duy trì và sống được với YouTube. Nhiều hơn thì tôi không nói, nhưng tôi cứ trung bình là 5 triệu đi. Thì để kiếm được 5 triệu, mỗi một ngày các bạn cần trung bình khoảng 1.000 giờ xem. Trung bình khoảng 1.000 giờ xem thì chúng ta sẽ có được khoảng 5 triệu thu nhập từ YouTube. Vậy thì 4.000 giờ xem của chúng ta nó chỉ mất 4 ngày thôi là chúng ta có được rồi. Vậy thì tại sao chúng ta phải chạy like, tại sao chúng ta phải chạy view, chúng ta phải chạy sub để làm gì? Chúng ta bật được kiếm tiền mà chúng ta không thấy có tiền về thì đó mới là cái khó khăn và cái làm cho chúng ta nản chí nhất. Các bạn hình dung là khi mà các bạn chạy sub nhá, các bạn chạy like để chạy view để chúng ta kiếm tiền, chúng ta có 4.000 giờ xem rồi, nhưng mà mỗi một ngày chúng ta chỉ được 100 view thôi. Một tháng chúng ta được 30.000 view. Một tháng chúng ta được 3.000 view. 30.000 view hay 3.000 view gì đấy. 3.000 view thì chúng ta được bao nhiêu ạ? 3 đô một tháng. Mà 100 đô thì chúng ta mới được rút, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ô, làm như thế này thì 10 năm, 20 năm còn chưa được nổi 2 triệu đồng thì làm sao mà chúng ta có thể có động lực chúng ta làm YouTube được. Cho nên nếu như các bạn muốn làm YouTube thực sự thì các bạn nên tập trung vào sáng tạo nội dung, và chúng ta tập trung vào làm sao để tạo ra cái sức hút nhất định cho cái kênh YouTube của mình, chứ không phải là chúng ta dùng những cái kỹ thuật để chúng ta lách. Và chưa nói đến cái việc là chúng ta chạy like, chạy view, chạy sub gì đấy thì nó sẽ bị lệch tiếp khách hàng. Đa phần những người chạy, tôi đã từng là một trong những người mà cung cấp cái dịch vụ chạy này rồi. Và chúng ta cái phương pháp ấy là sử dụng một cái video ngắn với khoảng tầm 1 giây video và cái tiêu đề cực kỳ hot để mà bơm view vào thông qua cái hệ thống. Và cái việc này ấy, nó sẽ làm lệch cái tệp khách hàng ở trên kênh của bạn. Và YouTube nó sẽ đì các bạn lại và nó làm cho cái kênh của bạn không phát triển được. Cái phần này thì nó hơi thiên về kỹ thuật một chút, nhưng mà về cơ bản nó là như vậy. Đó. Nó sẽ làm cho các bạn rất khó để các bạn có thể phát triển cái hệ thống của chúng ta sau này. Cho nên là các bạn hãy tập trung vào phát triển nội dung của mình làm sao cho nó tốt nhất có thể là được. Được chưa? Ngoài ra thì còn liên quan đến re-up nữa. Nó là một cái chủ đề hot mà rất nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng là mình lấy cái này của người ta, lấy cái kia của người ta, mang về chỉnh sửa một chút đăng lên kiếm tiền. Cái câu chuyện nó không dễ như vậy các bạn ạ. Nó cũng giống như cái việc là chúng ta ở ngoài đời thôi. Các bạn đi ăn cắp của người khác thì ok, có thể là chúng ta sẽ lấy được cái gì đó mang về đấy. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà sống lâu, sống bền với cái nghề đó được, đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay các bạn ra ăn cắp một ổ bánh mì thì ok, có thể được. Ăn cắp 5.000, 10.000 thì ok. Nhưng các bạn cứ thử làm như vậy 1-2 năm xem kiểu gì sẽ bị bắt, đúng không nào? Và các bạn làm YouTube như vậy, chúng ta có thể lách được, chúng ta có thể bật được kiếm tiền, chúng ta cảm thấy sung sướng. Nhưng chúng ta sẽ không bền được, và sớm hay muộn chúng ta sẽ đánh mất tất cả những gì chúng ta có rồi. Các bạn hình dung mà ví dụ như kênh của chúng ta được 10.000 sub, kiếm được 5-6 triệu một ngày, xong tự nhiên nó đùng cái nó lăn ra nó chết, thì nó có đáng không ạ? Mất cả năm trời để chúng ta làm.
Rõ ràng thì cái việc mà chúng ta sử dụng bất kỳ một cái nội dung nào mà không phải của chúng ta, từ video cho đến âm thanh cho đến những đoạn ngắn, thì chúng ta cũng không nên nghĩ đến cái việc là chúng ta làm điều đó. À, nói đến đây thì sẽ có bạn nói rằng em thấy rất nhiều người ngoài kia họ vẫn làm như vậy. Những cái kênh ví dụ như là tấu hài động vật hay là những cái kênh liên quan đến thời chiến, họ vẫn sử dụng tư liệu của người khác, đúng không? Đúng ạ. Các bạn sẽ thắc mắc về cái vấn đề như vậy. Thì câu trả lời ở đây là gì? Họ làm được đấy, nhưng mà chúng ta không làm được. Vì hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ là những người thực sự có kinh nghiệm, họ biết là họ nên lấy cái gì. Và cái thứ hai là các bạn có chắc rằng là họ đi ăn cắp như các bạn hay không? Hay là họ đi mua? Đúng không nào? Thực sự ở ngoài kia có rất nhiều người giàu thông qua cái việc re-up và lấy những đoạn video ngắn. Và tôi cũng đã từng là một người như vậy. Nhưng mà cái kỹ thuật đó các bạn có nắm được không ạ? Các bạn tìm nguồn ở đâu để các bạn lách được những điều đó? Nó là một cái câu chuyện rất là khác và rất là khó, và không phải ai cũng chia sẻ cho các bạn. Và những cái người mới như các bạn mà các bạn biết được cái kỹ thuật về re-up ấy, thì thực sự các bạn thành công rồi, và các bạn cũng không cần phải xem video này đâu. Cho nên là gì? Hãy tập trung vào content, tức là tập trung vào cái nội dung mà chúng ta muốn chia sẻ đến mọi người ấy, thì có như vậy các bạn mới thành công được. Còn lại thì các bạn nên bỏ qua những cái ý tưởng khác, là lấy của người khác đi. Không muốn làm mà muốn có ăn ấy, thì chỉ có ăn củ cải thôi. Bạn nhớ điều đó. Chúng ta hãy tập trung vào những cái gì mà chúng ta làm. Và để cho chắc ăn thì các bạn nên phát triển. Nếu là bạn học sinh thì các bạn cố gắng học cho tôi, để có kiến thức, có kinh nghiệm, có kỹ năng đã, rồi sau này chúng ta làm cái gì cũng được. Còn với những người bình thường, những người đã đi làm rồi, học đại học ra trường rồi, thì các bạn nên phát triển một cái ngành nghề, một cái nghề nào đó của mình. Sau đó thì chúng ta phát triển thêm YouTube nữa, thì đó là một cái điều tôi rất là khuyến khích. Nhưng nếu không thì các bạn cần phải cân nhắc, bởi vì ngoài chúng ta ra còn có rất là nhiều những người phụ thuộc vào chúng ta nữa, và còn là cuộc sống, là tương lai của chúng ta sau này. Cho nên không phải chúng ta cứ thấy người ta làm thì chúng ta cũng lao đầu vào. Và nhắc lại rằng YouTube là một cái kênh cực kỳ khó để các bạn có thể kiếm ăn được, kiếm tiền được từ nó. Các bạn nhớ điều đó. Được chưa nào? Và đó là một số cái chia sẻ ngắn của tôi liên quan đến làm YouTube, kiếm tiền YouTube. Mong rằng là với những cái gì mà tôi chia sẻ cho các bạn ấy, sẽ giúp được các bạn có thể hình dung rõ hơn, rõ nét hơn về YouTube. Và các video sau này thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ để lại phần bình luận của video này những cái mong muốn, những cái câu hỏi của bạn. Tôi sẽ đọc, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với nhau nhiều hơn về nhiều vấn đề khác nhau. Và tất nhiên thì tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả, bởi vì dù gì thì YouTube nó cũng không phải là cái lĩnh vực mà tôi đang quan tâm ở thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ cần chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau như vậy thôi. Và để cho tôi có thêm động lực để làm các video thì các bạn nhớ nhấn like ở phần bên dưới, nhấn nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới hơn. Mặc dù là không cần tiền nhưng mà tinh thần vẫn là quan trọng, vì nếu như không ai xem thì tôi cũng không có động lực để làm các video mới đâu, đúng không nào? Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin chào tạm biệt, cũng như là hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.